Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thường xuyên xảy ra trường hợp người sử dụng lao động tiến hành thử việc người lao động và sau khi hết thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động và người lao động không có thỏa thuận nào khác. Từ đó, câu hỏi được đặt ra là giữa các bên lúc này liệu đã tồn tại một quan hệ lao động hay chưa? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào ông Lê Đình Quảng ạ. Trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa ông T có thư mời làm việc tại công ty S với nội dung xác định loại hợp đồng lao động và thời gian thử việc. Ông đã thử việc và khi hết thời gian thử việc, ông T vẫn tiếp tục làm việc mà hai bên không có thỏa thuận nào khác. Sau đấy T bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông T khởi kiện công ty S. Vậy trong tình huống này, ông T đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình như thế nào ạ? Ông T cũng đã nắm bắt được các cái quy định của pháp luật hiện hành để mà bảo vệ quyền lợi của mình. Cái thứ nhất là thời hạn về thử việc và cái thông báo cái kết quả thử việc của ông ấy. Thì ông hoàn toàn đưa ra cái chứng cứ là ông đã hoàn thành thời gian thử việc mà bên kia không thông báo cái kết quả thử việc và ông đã tiếp tục làm việc, như vậy là nảy sinh một cái quan hệ lao động. Cái thứ hai là ông có bảo vệ quyền lợi của ông khi bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn bằng cách ông đã căn cứ vào quy định của pháp luật rằng là công ty dựa vào cái việc là ông không thường xuyên hoàn thành cái công việc theo hợp đồng lao động nhưng mà lại không có cái chứng cứ, không có những cái tài liệu hoặc là cả căn cứ pháp luật để khẳng định ông là không hoàn thành nhiệm vụ theo cái quy định của pháp luật. Vâng thưa ông, vụ án này đã được nâng lên thành án lệ. Tuy nhiên vào năm 2021 tới đây, khi Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực, liệu án lệ này còn có nguyên giá trị không ạ? Thử việc thì cái quyền lợi của người lao động không được đảm bảo như là hợp đồng lao động. Cho nên đã có những cái lợi dụng và tạo ra những cái tranh chấp. Qua cái án lệ số 20 này thì chúng tôi mong rằng cả doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm bảy vấn đề. Thứ nhất, đấy là cái việc mà theo quy định của pháp luật hiện hành thì quy định là thử việc, nếu có thể thử việc thì thỏa thuận và có thể ký hợp đồng thử việc. Chúng tôi cho rằng là cái án lệ 20 này thì nó vẫn tiếp tục có cái giá trị rất là tốt trong thực tiễn. Bản thân pháp luật hiện hành, đặc biệt là cái Bộ Luật Lao động 2019 thì những cái nội dung của án lệ 20 đã được thể hiện trong cái Bộ Luật Lao động 2019 này. Quy định cụ thể cái trường hợp mà đơn phương chấm dứt mà người lao động không hoàn thành nhiệm vụ ấy, thì đã quy định là không hoàn thành nhiệm vụ theo cái quy chế đã được quy định của doanh nghiệp, tức là đã nội luật hóa cái nghị định 05 vào trong cái Bộ Luật Lao động. Cái thứ hai là qua cái án lệ này nó còn hơn cả luật nữa. Ví dụ chúng ta thấy trong cái án lệ 20 còn quy định cái thẩm quyền xét xử, hai cái cấp sơ thẩm đã xác định cái thẩm quyền xét xử không đúng. Ví dụ cái án lệ như vậy thì rất là tốt cho số cái vấn đề xét xử. Chúng tôi cho rằng là cái án lệ 20 vẫn tiếp tục có giá trị trong thực tiễn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động trong thời gian tới. Qua cái án lệ số 20 này thì chúng tôi khuyên hai bên nếu có thử việc thì nên ký hợp đồng thử việc, bởi vì hợp đồng thử việc nó thể hiện đầy đủ các cái quyền và các bên có thể theo dõi để mà đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được thể hiện trong cái hợp đồng thử việc. Cái thứ hai là khi kết thúc thử việc thì chúng ta phải thông báo kết quả cho nhau. Tại cái án lệ 20 năm 2013, thời điểm ấy luật chưa quy định, nhưng mà từ ngày 12 tháng 1 năm 2015 ấy, thì chúng ta có nghị định 05 quy định rất là cụ thể các cái trường hợp nếu có thử việc từ 30 ngày trở lên ấy, khi kết thúc thời hạn kết thúc thử việc ấy, trước 3 ngày phải thông báo cái kết quả thử việc và nếu đạt ta phải ký hợp đồng lao động. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của ông Lê Đình Quảng đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ,
Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật số trước, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xung quanh tình huống của án lệ 20 về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc. Trong Bộ Luật Lao động 2019 lần này cũng đã điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc giao kết, thực hiện và kết thúc hợp đồng thử việc. Vậy đâu là điểm mới về quan hệ thử việc trong Bộ Luật Lao động 2019? Xung quanh vấn đề này, chương trình hôm nay tiếp tục có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Quảng để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, xin chào ông Lê Đình Quảng ạ. Trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa ông, Bộ Luật Lao động 2019 có hẳn một chương về hợp đồng lao động với nhiều điểm mới, trong đó có một số điểm mới liên quan đến hợp đồng thử việc. Vậy thì điểm mới đó là gì ạ? Ông có thể giúp chúng tôi làm rõ được không ạ? Sửa đổi cái chương này là đảm bảo cho cái tính linh hoạt và tăng cường cái sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ lao động. Chúng ta thấy rằng có những cái quy định hết sức mới và rất là thuận lợi cho cả các bên trong quan hệ lao động. Ví dụ như tăng cường cái quyền tự do lựa chọn việc làm thông qua cái việc người lao động có quyền tự do chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải nêu cái lý do, chỉ cần đảm bảo cái thời hạn báo trước theo quy định của pháp luật. Bộ luật lao động năm 2012 chỉ quy định cái quyền này cho những cái loại lao động hợp đồng không xác định thời hạn. Thì bây giờ Bộ luật lao động 2019 đã quy định này cho tất cả các cái loại hợp đồng lao động được cái quyền tự do như vậy. Như vậy thì rõ ràng đây là một cái quy định rất là phù hợp với cơ chế thị trường. Người lao động có quyền lựa chọn những cái công việc tốt hơn và người sử dụng lao động phải có cái đảm bảo, phải có điều kiện lao động tốt hơn để giữ chân và thu hút người lao động. Thì đây là một cái việc mà chúng tôi cho rằng là rất là phù hợp với điều kiện hiện nay. Vậy theo ông thì có lưu ý gì cho các bên trong việc giao kết, thực hiện và kết thúc hợp đồng thử việc ạ? Trong cái quá trình thực hiện cái thử việc ấy, thì rất là nhiều trường hợp là người sử dụng lao động có nhiều cái nắm bắt hoặc là thậm chí có những cái lợi dụng cái việc mà thử việc. Để bởi vì chúng ta biết rằng là thử việc thì cái quyền lợi của người lao động không được đảm bảo như là hợp đồng lao động, cho nên đã có những cái lợi dụng và tạo ra những cái tranh chấp. Hai bên nên, nếu có thử việc thì nên ký hợp đồng thử việc, bởi vì hợp đồng thử việc nó thể hiện đầy đủ các cái quyền và các bên có thể theo dõi để mà đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình được thể hiện trong cái hợp đồng thử việc. Cái thứ hai là khi kết thúc thử việc thì chúng ta phải thông báo kết quả cho nhau. Tại cái án lệ 20 năm 2013 thì đúng là thời điểm ấy luật chưa quy định, nhưng mà từ mùng ngày 12 tháng 1 năm 2015 ấy, thì chúng ta có nghị định 05 quy định rất là cụ thể là các cái trường hợp là sau khi mà nếu có thử việc từ 30 ngày trở lên ấy, thì khi kết thúc thời hạn kết thúc thử việc ấy, trước 3 ngày thì phải thông báo cái kết quả thử việc và nếu đạt là phải ký hợp đồng lao động. Vấn đề thứ ba là khi mà thực hiện hợp đồng lao động thì rất nhiều trường hợp người sử dụng lao động hay áp dụng quy định về cái việc mà người lao động không hoàn thành nhiệm vụ để mà chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Bởi vì chúng ta biết trong quan hệ lao động thì người lao động bao giờ cũng thứ yếu, cho nên là luật pháp hiện nay quy định người lao động đơn phương chấm dứt thì khá thuận lợi, nhưng mà người sử dụng lao động mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì tương đối khó khăn. Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của ông Lê Đình Quảng đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật phát sóng dần ngày mai. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, giao kết hợp đồng thử việc không đúng đối tượng, quá thời gian thử việc mà pháp luật cho phép hay người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc, trong khi người lao động vẫn đang tiếp tục làm việc, là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp trên thực tế hiện nay. Vậy thực trạng tranh chấp hợp đồng thử việc hiện nay như thế nào? Đâu là hạn chế bất cập trong các quy định pháp luật về thử việc hiện nay? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thủy Dung, luật sư cao cấp văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào bà Nguyễn Thủy Dung ạ. Trước hết xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa bà, từ thực tiễn tư vấn thì bà có thể cho biết thực trạng tranh chấp hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc hiện nay là như thế nào được không ạ? Tranh chấp thì sẽ có một số loại rất là phổ biến. Thứ nhất là liên quan đến việc có hay không có quan hệ lao động sau cái thời gian thử việc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc. Cái tranh chấp thứ hai nữa là sau thời gian thử việc người lao động vẫn tiếp tục làm việc, công ty thì không ký hợp đồng lao động và cái tình trạng đấy kéo dài một thời gian, sau đó khi tranh chấp phát sinh thì không xác định được rằng là giữa hai bên đã có hợp đồng lao động loại nào khi mà họ thỏa thuận với nhau. Và một cái loại tranh chấp thứ ba nữa, nó thường phát sinh khi mà người lao động giao kết hợp đồng với những cái công ty mà tổ chức theo cái hướng tập đoàn hoặc là công ty mẹ con ấy. Có thể là hợp đồng lao động thì là ký với cả công ty mẹ nhưng mà đến thực tế là người lao động lại làm việc cho công ty con, và đến khi tranh chấp xảy ra thì ở đây là chúng ta phải xác định xem là cái người sử dụng quan hệ lao động thực tế trong cái quan hệ đấy là công ty nào. Và một loại tranh chấp nữa mà chúng tôi cũng từng gặp đó là liên quan đến cái vô hiệu của hợp đồng lao động liên quan tới thẩm quyền ký kết. Vậy thì đâu là bất cập hạn chế trong các quy định pháp luật hiện hành về thử việc ạ, thưa bà? Các cái doanh nghiệp nước ngoài họ cũng khá là phân vân khi mà họ có sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ấy. Đó là bởi vì cái điều kiện để cho người lao động nước ngoài họ được ký kết hợp đồng lao động là cái giấy phép lao động của họ. Thế thì trong cái quy định của Bộ luật Lao động 2019 quy định cái thời hạn giấy phép chỉ có 2 năm thôi. Và nếu trong trường hợp có gia hạn thì cũng chỉ được gia hạn tối đa một lần và thời hạn tối đa là 2 năm. Các doanh nghiệp họ mới chia sẻ rằng là như vậy, cái tổng thời gian mà người lao động có thể làm việc là 4 năm và hết 4 năm thì người lao động lại phải quay về làm lại cái giấy phép lao động thì nó sẽ phát sinh cái chi phí và nó làm mất thời gian cho cả doanh nghiệp và cho cả người lao động. Bởi vì trên thực tế họ nói rằng là khi mà họ tuyển chuyên gia sang Việt Nam ấy, thì là chuyên gia đấy là họ làm việc chất lượng rất là tốt và kể cả công ty lẫn người lao động họ đều hợp tác với nhau rất là ổn. Mà tự dưng bây giờ chỉ vì cái quỹ 4 năm thì họ lại phải làm lại cái thủ tục đấy. Các doanh nghiệp họ cũng muốn xem xét là để có những cái hướng dẫn cụ thể hơn trong cái trường hợp này. Một cái điểm nữa liên quan đến cái phần mà cái quyền chấm dứt hợp đồng lao động ấy, thì trong Bộ luật Lao động hiện giờ chưa có nói đến cái trường hợp mà người lao động bị tước cái giấy phép hoạt động hoặc là bị hạn chế hoạt động của họ. Ví dụ như là luật sư mà bị lấy mất cái thẻ hành nghề thì là như vậy là cái quyền về hành nghề của luật sư thì nó đã bị giảm đi rồi, và như vậy thì có nghĩa rằng là cái tiêu chí để cho người sử dụng lao động họ lựa chọn cái người lao động vào thì nó đã không đáp ứng được. Vậy thì trong trường hợp đấy người sử dụng lao động có được chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Bộ luật Lao động năm 2019 họ bổ sung thêm cái thời hạn thử việc 180 ngày đối với cả cái công việc của người quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp và luật sử dụng đầu tư vốn nhà nước để sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Thì thực ra là đây là một cái thay đổi mà tôi thấy là nó rất là tiến bộ và rất là tích cực. Bởi vì trên thực tế là doanh nghiệp họ chia sẻ rằng là 2 tháng để thử việc nó rất là khó cho họ để đánh giá được rằng là một cái người lao động thì có đạt được tiêu chí của họ hay không. Đặc biệt là đối với những cái vị trí quản lý thì 2 tháng đấy có thể là nó chưa thể hiện rõ được cái kết quả mà họ đạt được. Thế cho nên nếu như mà bây giờ mà để đánh giá trong 2 tháng thì doanh nghiệp rất là khó. Chính vì thế khi mà bộ luật cho phép được kéo dài thời hạn này ra 180 ngày thì đó là một cái điểm mà khá là thuận lợi cho doanh nghiệp. Và một cái thứ hai nữa là trước đây Bộ Luật Lao động năm 2012 ấy, quy định rằng là sau khi thử cái việc làm thử mà đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với người lao động. Nhưng mà với cái cách quy định mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 ấy, nó tạo ra một cái cách hiểu linh hoạt hơn và nó mở hơn. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của bà Nguyễn Thùy Dung đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật phát sóng dần ngày mai. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin Kinh doanh và Pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp vì một số lý do nào đó thường tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động, khiến cho tình trạng tranh chấp hợp đồng do chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật xảy ra khá phổ biến, gây thiệt hại cho cả người lao động và doanh nghiệp. Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là gì? Xung quanh vấn đề này, chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội để giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí ạ. Trước hết xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa ông đánh giá như thế nào về thực trạng tranh chấp do doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hiện nay ạ? Về mặt nhận thức thì chúng ta cũng nên coi cái việc chấm dứt hợp đồng lao động là một cái hiện tượng bình thường trong thị trường lao động. Về thực trạng thì hiện nay không có một thống kê cụ thể để cho thấy rằng là số lượng các cái chấm dứt hợp đồng lao động từ phía doanh nghiệp thì phổ biến ở lĩnh vực nào. Nhưng nói chung thì thực tế việc phổ biến nó diễn ra ở những doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động. Còn những doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động thấp thì cái việc chấm dứt thì đương nhiên nó sẽ cái tỷ lệ nó thấp hơn. Và theo cách tiếp cận đó thì nói chung ở các khu công nghiệp, nếu tính theo số lượng thì các cái việc chấm dứt từ phía người sử dụng lao động là tương đối cao. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì nó có một số nguyên nhân này. Thứ nhất, hiểu biết về mặt pháp luật còn có cái sự hạn chế. Thứ hai là cũng có thể do cái việc người sử dụng lao động muốn thực thi quy định đúng pháp luật thì nó cũng ảnh hưởng đến thời gian của họ. Và cái thứ ba nữa thì khi thực hiện cái quyền đơn phương chấm dứt trong một số trường hợp thì họ cũng không phân định được đầy đủ rõ ràng các cái trường chấm dứt để áp dụng các quy định pháp luật phù hợp. Vâng, vậy khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, doanh nghiệp sẽ phải đối diện với nghĩa vụ gì ạ thưa ông? Nếu như người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì hiện nay theo quy định người sử dụng lao động có một số các cái nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất là phải nhận người lao động trở lại làm việc theo như thời hạn hợp đồng đã ký kết, rồi phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong khoảng thời gian họ không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương, rồi cũng còn phải chịu những trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Thì đấy là những cái trách nhiệm mà người sử dụng lao động phải chịu khi người sử dụng chấm dứt trái pháp luật. Nếu như người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, thì hiện nay theo quy định người sử dụng lao động có một số các cái nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất là phải nhận người lao động trở lại làm việc theo như thời hạn hợp đồng đã ký kết, rồi phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong khoảng thời gian họ không được làm việc, cộng với nhất 2 tháng tiền lương, rồi cũng còn phải chịu những trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thì đấy là những cái trách nhiệm mà người sử dụng lao động phải chịu khi người sử dụng chấm dứt trái pháp luật. Tuy nhiên thì đấy là cái trường hợp người lao động muốn trở làm việc. Pháp luật cũng có quy định là nếu như trường hợp mà người lao động không muốn trở làm việc ấy, sẽ có những cái trách nhiệm ngoài, nếu họ muốn trở làm việc ấy, thì sẽ phải bồi thường toàn bộ cái khoản tiền trong cái thời gian người ta không được làm việc và cộng thêm 2 tháng tiền lương. Ngoài cái trách nhiệm về mặt pháp lý ấy, thì đối với người sử dụng mà chấm dứt trái pháp luật với người lao động ấy, thì có thể có những hệ quả pháp lý khác. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta cũng thấy là khi một doanh nghiệp mà chẳng hạn thường xuyên có hành vi chấm dứt trái pháp luật với người lao động thì rõ ràng là cái uy tín sẽ bị ảnh hưởng, rồi là cái khả năng thu lao động của người sử dụng động nó sẽ thấp, và đấy là một cái thiệt hại chúng ta có thể nói là không tính toán được bằng tiền. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật phát sóng dần ngày mai. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphapluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Bản tin Kinh doanh và Pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ban hành. Chúng tôi lựa chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Một, từ năm 2021 không còn quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông. Luật doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, có nhiều nội dung mới so với luật doanh nghiệp hiện hành. Một trong số đó là sự thay đổi quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông. Cụ thể, theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khá nhỏ hơn theo điều lệ công ty có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trong khi hiện nay, theo quy định của khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo điều lệ công ty. Như vậy, so với quy định hiện nay, từ mùng 1 tháng 1 năm 2021, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không còn bắt buộc phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng để có quyền nêu trên. Bên cạnh đó, những quyền lợi khác của cổ đông hoặc nhóm cổ đông này hiện nay như yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông, yêu cầu ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi thấy cần thiết, cũng bị luật doanh nghiệp 2020 bác bỏ. Thay vào đó, những quyền lợi này chuyển sang cho số đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khá nhỏ hơn theo điều lệ công ty. 2. Liên thông thành lập doanh nghiệp và đăng ký sử dụng hóa đơn. Chính phủ đã ban hành Nghị định 122 năm 2020 về liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
Theo đó, sau khi được cấp đăng ký kinh doanh hoặc có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện sẽ chia sẻ thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Khi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện quản lý nhà nước với doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập. Cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về tên, mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, tổng số lao động dự kiến của doanh nghiệp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để phục vụ quản lý về lao động. Nghị định cũng nêu rõ trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế chia sẻ thông tin về mã số doanh nghiệp, mã chi nhánh, phân cấp cơ quan thuế quản lý trực tiếp được tạo tự động bởi hệ thống thông tin đăng ký thuế cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. 3. Lợi dụng COVID-19 tăng giá khẩu trang bị phạt đến 30 triệu đồng là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua bán giá bất hợp lý với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh. Nghị định 117 đã tăng mạnh mức phạt với hành vi không đeo khẩu trang, không thực hiện biện pháp cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch COVID-19. Cụ thể, điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117 quy định mức phạt với hành vi nêu trên là từ 1 đến 3 triệu đồng, trong khi Nghị định 176 năm 2013 chỉ phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà. Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.